Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào các bạn và chào mừng quay trở lại với DeFi Discussion. Và mình là Hồng Phong. Rất là lâu rồi mình mới có một dịp để quay trở lại với DeFi Discussion. Và đây cũng là một cái dịp rất là đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt thế nào thì chắc là sẽ nhờ một gương mặt quen thuộc với các bạn để giới thiệu về cái tập ngày hôm nay ạ. Ok. Thì chắc là nếu như mà anh em đồng hành cùng với DeFi Discussion từ những hành trình từ những ngày đầu tiên, và cái hành trình của một cái bọn mình tạm gọi là một cái dòng thời gian mới, một cái dòng thời gian đảo ngược từ 168, 167, 166 đổ về, thì phần nào đó anh em cũng có thể đoán được đó là cái tập hôm nay nó là một cái tập mà nó có một cái con số khá là đặc biệt, đó là 111. Thì có thể đây sẽ là một cái cột mốc mà mình nghĩ là nó tròn trịa và nó vừa đẹp để chúng ta có thể dành thời gian ngồi lại với nhau, không chỉ là để nhìn lại những cái cột mốc mà chúng ta đã đi qua trong 3 năm, gần 3 năm vừa rồi, đi cùng nhau trong cái series podcast này, mà chúng ta cũng có thể dành thời gian để có thể kết lại một cái chặng hành trình mà mình nghĩ là nó cũng rất là nhiều những cái cảm xúc và những cái trải nghiệm rất là thú vị xuyên suốt cái hành trình đó. Thì hy vọng là cái tập đặc biệt của hôm nay đâu đó sẽ để lại không chỉ là những cái giá trị mà nó còn là những cái cảm xúc của những anh em nào đã từng đồng hành cùng với DeFi Discussion trong một cái chặng hành trình nó cũng không quá dài, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng đủ để chúng ta hiểu và cũng có thể đồng cảm cùng với nhau và cùng đi cùng với nhau tìm hiểu những cái điều thú vị của cái thị trường này. Và thật ra là nói 100, các bạn có thể đếm được 168 tập, và thật ra bọn mình chỉ miss đúng một tuần thôi, miss đúng một tuần không đúng ba, tuần, ba tuần ba tuần ba tuần ba tuần ba số mất, tức là 171 tuần. 171 tuần nó là hơn 3 năm, tức là một năm chúng ta đâu đấy có 52-53 tuần gì đấy. Thì 3 năm là một quãng đường cũng phải nói là dài trong trong thị trường crypto ấy, tại vì chúng ta đi từ, nhớ bây giờ thực ra là lúc mà đang thu cái tập này là mình đang mở lại cái playlist của DeFi Discussion và mình đang nhìn vào từ những cái ngày đầu tiên, từ cái downtrend của chu kỳ trước. Cái tập đầu tiên thực ra là với những người mà follow DeFi Discussion từ ngày đầu thì chắc là các bạn cũng có thể biết, từ là cái tập đầu tiên là mình nói về Solana, và mình thề luôn mình nhớ là cái giá của Solana thời điểm đấy chắc khoảng độ 3-4 đô nhỉ. Chắc là nó không, cũng sẽ check lại. Chúng ta đã đi qua một cái quãng đường rất là dài rồi, và thì đấy, như Nguyên có nói thì đây cũng là một cái lúc để bắt đầu một hành trình mới, tại vì thực ra là cũng không có gì có thể kiểu là kéo dài mãi, đúng không? Một cái câu chuyện nó sẽ hay khi mà chúng ta biết là nó sẽ kết thúc, chứ chúng ta cố quá kéo quá thì cũng không làm gì hết. Cho nên là trong cái tập ngày hôm nay thì chắc là sẽ không có nói quá nhiều đến thị trường, không có nói quá nhiều đến kiến thức hay là tất cả những cái thứ đó. Chắc là chúng ta sẽ hẹn vào một dịp khác, vào một cái hành trình khác của hạn mình, của mình và Nguyên. Nhưng mà thì đấy, chắc là cái tập này sẽ dùng để ôn lại, và cũng như là một lời cảm ơn dành cho tất cả các bạn đã cùng đồng hành với DeFi Discussion, đồng hành cùng với Coi68 và đồng hành cùng với FOMO Sapiens trong suốt một cái chặng đường rất là dài vừa qua. Thì có, nhưng mà có bao giờ mọi người thắc mắc là tại sao nó lại là con số 168 không? Con số đó có ý nghĩa gì với Nguyên này? Thực sự thì chắc là nhiều anh em cũng đoán được. Con số 68 thì với bọn mình nó là một cái gì đó nó rất là đặc trưng, và thời điểm đó thì bọn mình đơn giản chỉ chọn nó là một cái vô thức thôi. Thực sự là ở cái thời điểm đó bọn mình chọn là nó theo một cái vô thức, và đâu đó nó tạo ra cho bọn mình một cái đích đến để có thể đi được qua cái giai đoạn vừa rồi của thị trường, một cái giai đoạn mà cũng rất là nhiều những cái thử thách và rất là nhiều drama bên lề. Và việc mà vô thức chọn một cái con số là 168 mà đi ngược về 167, 166 và kết lại ở một cái con số nó cũng khá là đặc trưng, nó cũng rất là đặc biệt là 111, thì mình nghĩ là nó cũng là một cái gì đó nó khá là trực giác, và cũng là một cái gì đó nó khá là vô thức. Và nhưng mà bọn mình ở thời điểm đó thì vẫn cứ gọi là
vô thức tin vào cái điều đó thôi, và rất là may khi mà sau khi đi qua được cái một cái dòng thời gian mà nó có hơi ngược ngạo một xíu như vậy thì cá nhân bọn mình cũng có những cái cột mốc khá là thú vị, nhiều hơn nữa là những cái trải nghiệm mà bọn mình có được trong cái chặng đường đó, tạm gọi là những cái cảm xúc đi. Mặc dù là bọn mình nói đi nói lại với nhau là trong cái thị trường tài chính thì rất là khó để bỏ cái yếu tố cảm xúc vào, đúng không? Tài chính mà, những con số nó phải rõ ràng, rất khó để bỏ những cái yếu tố cảm xúc vào. Nhưng mà dù gì thì bọn mình đã chọn cái hướng đi đó, nó không chỉ là cái câu chuyện về những cái cột mốc, những cái con số, những cái thành tích này nọ chúng ta đi khoe với nhau, nhưng mà nó còn là cái câu chuyện về việc là cái hành trình đó chúng ta đi như thế nào, và chúng ta có được những cái điểm nhấn gì thú vị ở trên cái hành trình đó. Thì nó cũng là một cái điều mà chắc là nhiều anh em theo dõi DeFi Discussion cũng phần nào đó cảm nhận được cái tinh thần đó, cái sự tổng hòa đó. Yeah, và thực ra là ngay từ lúc bắt đầu thì bọn mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm lâu đến như vậy đâu. Thực ra là đến cái lúc mà làm được đến tập thứ 10 thôi là mọi người trong team đã bắt đầu ăn mừng, là không thể nào nghĩ được là nó có thể đến được tập thứ 10. Sau đến tập thứ 20. Hôm đó là còn làm một cái recap. Recap về 10 tập đầu tiên. Xong rồi đến. Xong rồi cái số 10 là viết chữ discussion là. Xong rồi đến tập thứ 20 là thấy cũng bắt đầu bình thường. Đến tập thứ 30 là lúc đấy là mình vẫn nhớ là lúc đấy là gần Tết. Tết 2022 vậy. Là mình với Nguyên có một cuộc nói chuyện rất là lâu là giờ có nên gọi là gọi đây là season 1. Xong rồi là mình sẽ bắt đầu đếm lại từ season 2, tại vì thực ra là mọi người nếu mà sau này ấy, những người mới ấy, người ta vào nhìn vào cái một cái series nào đấy mà người ta nhìn thấy tập podcast thứ 98 chẳng hạn, tập podcast thứ 99 chẳng hạn, kiểu người ta sẽ bị sợ, người ta sẽ không dám coi ấy. Nhưng mà đến lúc đấy là xong rồi, cuối cùng thì bọn mình đồng ý với nhau là chúng ta nên đếm tiếp, tại vì dù gì thì đây nó cũng là một cái câu chuyện nó đi rất là dài của bọn mình. Và đến mình nghĩ là thực ra là cái việc mà đặt ra một cái điểm mốc kết thúc á, nó sẽ khiến cho bọn mình có cái động lực để hoàn thành nó hơn, thay vì là cứ cố mà không biết đến khi nào mình mới có thể xong được cái này. Và thực ra là như Nguyên có nói thì đây là một cái hành trình mà mình bắt đầu là vì bọn mình muốn recap, bọn mình muốn tổng hợp lại những cái thứ mà bọn mình đọc được. Và đâu đấy may mắn là trên cái hành trình đấy có nhiều người ủng hộ. Thực ra là Nguyên biết không, có cái phần thưởng lớn nhất, thực ra có hai phần thưởng rất là lớn khi mà làm DeFi Discussion này. Cái đầu tiên là khi mà mình đi ra ngoài mình nói chuyện á, gặp người này người kia, kể cả những project builder, những người làm dự án nha, người ta vẫn bảo là bạn này là bạn làm DeFi Discussion à, kiểu mình có nghe. Và người ta không những xem trên YouTube mà người ta còn nghe trên Spotify, người ta còn nghe trên Google Podcast, và người ta cảm ơn rất là nhiều, tại vì đó là một cái thứ giúp người ta có thể có thêm góc nhìn về thị trường. Bọn mình cũng không dám nhận đây là khóa học hay là cái gì cả, nhưng mà nó là một cái thứ mà giống như là có người đồng hành. Và thực ra đó cũng là cái thứ mà bọn mình muốn làm, đúng không? Đó là cái cho mọi người cảm giác đồng hành với thị trường. Và cái thứ hai chắc là Nguyên sẽ hiểu với mình, là mình được nói chuyện với những người mà nếu như mà không có cái DeFi Discussion này thì mình sẽ chẳng có lý do để mình nói chuyện với họ cả. Đúng không? Và giờ nếu mà nói lại thì chắc trong đầu Nguyên cũng có một cái reel, một cái cuộn phim về tất cả những gương mặt, tất cả những con người đã từng xuất hiện trong cái series này, đúng không? Thực ra là cũng không hẳn là một cái cuộn phim đâu. Nó là một cái gì đó nó pop up một cách rất là kiểu như là mình ngồi đó và mình chờ và cái hình ảnh nó xuất hiện thôi. Chứ nó cũng không phải là một cái cuộn phim nó có đầu, có đuôi, nó có câu chuyện, đúng không? Nó có cái cốt truyện, nó có cái cao trào, nó có cái vực sâu. Thì với mình, khi mà cái cảm giác hiện tại của mình khi mà ngồi nhìn lại với DeFi Discussion thì nó là cái cảm xúc đó, cái cảm xúc mà nó rất là ngẫu nhiên, cái gì tới thì mình nhìn thấy cái hình ảnh đó thôi, chứ cũng không hẳn là, cũng có thể coi nó là một cuộn phim. Một cuộn phim nó hơi hỗn mang một xíu. Tức là nó không có một cái cốt truyện cụ thể. Và nhiều anh em khi mà theo dõi DeFi Discussion thì cũng có thể cảm nhận được cái vấn đề đó. Bởi vì lâu lâu thì bọn mình sẽ nói về một cái câu chuyện gì đó nó chả liên quan gì đến cái bối cảnh của thị trường, hoặc là cái nội dung, hoặc là cái từ khóa gì đó. Đôi khi thì chúng ta cũng chả nói nhiều về cái sự kiện nó đang hot ở trong cộng đồng, mọi người đang nói nhiều về cái câu chuyện đó, thì bọn mình cũng đôi khi cũng chả nói về cái câu chuyện đó. Nó cũng có cái yếu tố cảm xúc ở trong đó là như vậy. Thì đó là cái cách chọn của bọn mình
một cái cách chọn làm sao cho nó, mình rất thích cái từ này để nói về DeFi discussion, nó là cái sự tổng hòa. Nó không chỉ là một cái đặc tính duy nhất, nó là cái sự tổng hòa của rất nhiều người, có cái sự vội vàng trong đó, có cái sự chậm rãi, hoặc là có cái sự tỉ mỉ, và có cái sự hoang dã. Và bản thân những người mà đội ngũ đứng sau, những người mà không xuất hiện ở trên podcast này, anh em cũng chắc cũng sẽ rất là khó có cơ hội để thấy họ ở trên cái podcast này. Nhưng mà những người đứng sau gọi là điểm xuyết cho những cái, có thể nói là những cái audio thôi, những cái file audio, những cái file âm thanh, những người bỏ những cái element lên trên cái thumbnail, làm sao để cho nó đặc trưng nhất có thể, và nó mang đậm được những cái sự tổng hòa của cả đội ngũ với cái series này. Thì cá nhân bọn mình rất là biết ơn vì có những cái cơ hội để được đi cùng nhau trong cái hành trình như vậy, được tổng hòa cùng nhau như vậy. Ok, đó là những chia sẻ rất là dài, nhưng mà cho để đổ không khí thì giờ mình sẽ có một vài câu hỏi ngắn. Trong Nguyên cái này mình cũng mới nghĩ ra rồi. Trả lời, tức là mình sẽ hỏi một vài câu nhanh và Nguyên sẽ bốc ra và thực ra cái này cũng không kịch bản gì đâu, nên là mình cũng rất là mong chờ xem là Nguyên sẽ trả lời như nào. Ok, bây giờ nếu mà phải chọn ra một một episode nào đấy để giờ, tức là ok, giờ mình đi gặp một người nào đấy mà người ta chưa biết về DeFi discussion, nếu mình chọn một app để mà bảo là đây là cái thứ nổi bật nhất của cái series này, đây là cái thứ mà bạn đi nghe đầu tiên này, thì Nguyên sẽ chọn app nào? Và tất nhiên 168 app thì Nguyên là người làm từng cái một, nên là Nguyên chắc chắn Nguyên sẽ nhớ được nội dung của từng cái một. Mình nghĩ là app 150, tại vì thực sự là F150 là cái title, nó là một cái chơi chữ mà bọn mình đảo ngược lại của một cái tập trước đó. Bọn mình làm một cái tập vào dịp Tết, thì bọn mình đặt cái title của cái dịp Tết tập 31 là vì sao bọn mình ngưng làm podcast. Thì đến cái tập 150 thì bọn mình làm một cái tập là bọn mình đảo ngược cái phần chữ lại, vì sao bọn mình sẽ tiếp tục làm podcast. Và cái sự đối xứng đó nó cũng được thể hiện qua cái nội dung của cái tập 150 đó. Cũng phần nào có một cái giải thích ở trong cái tập 150 đó, bởi vì khi mà nhiều người hỏi mình là cũng chả hiểu được cái logic đặt số tập của cái podcast này nó là như thế nào, tại sao lại tuần vừa rồi nó lại đang là một cái số ví dụ như là 168, thì tại sao lại tuần tiếp theo nó lại 167, và tại sao nó lại có cái sự đảo ngược như vậy. Thì cái tập 150 là cái tập mà bọn mình có những cái giải thích như vậy, và bọn mình giải thích về cái dòng thời gian xuôi và cái dòng thời gian ngược, lý do tại sao bọn mình làm điều đó, và nó thể hiện cái sự tổng hòa như thế nào trong cái cách tiếp cận của bọn mình. Cái cách tiếp cận không chỉ riêng về thị trường, cách bọn mình nhìn thị trường, mà là còn cách bọn mình thể hiện cái tôi của bọn mình trong cái sản phẩm này. Thì nếu mà được chọn thì chắc chắn nó sẽ là tập 150, mặc dù là nếu như mà anh em đảo lại và có một cái thống kê gì đó về mặt con số thì tập 150 chắc chắn nó không phải là cái tập nhiều view nhất, chắc chắn, bởi vì nó không hẳn là một cái thứ mà nó có sẽ catchy với mọi người, đúng không? Một cái thứ mà mọi người sẽ bấm vào coi liên tục. Cái vai trò của việc là câu view thì nó sẽ được dành cho những cái video khác, và bọn mình cũng có cái sự cân bằng đó, bọn mình cũng nghĩ về cái sự cân bằng đó, làm sao để clip nó ra thì podcast ra thì có người coi, có người nghe, có view này nữa. Bọn mình cũng nghĩ về cái câu chuyện đó, nhưng mà để mà nói về cái sự cân bằng thì 150 là cái thứ mà nó thể hiện đúng cái đặc trưng nhất của DeFi Discussion, mặc dù toàn bộ cái tập đó bọn mình không nói bất cứ cái gì về thị trường cả, không nói về DeFi, không nói về Alpha, không nói về sản phẩm, không nói về hệ sinh thái này, hệ sinh thái kia. Nhưng mà để mà bây giờ mà phải chọn lại và ngồi nhìn lại thì 150 vẫn là một cái cột mốc mà mình nghĩ là mình sẽ dành thời gian và nghe lại nó rất nhiều lần trong tương lai. Vậy là tập 150 hay là tập này? Cũng hơi khó nhỉ. Tập này nó cũng nhiều khi nghe lại nó cũng hơi nhiều cảm xúc, nên là có khi là mình sẽ phải chờ trong cái giai đoạn khác mình phù hợp hơn. Ok, thực ra đây là câu hỏi ngắn nhé, mà Nguyên vẫn trả lời rất là dài như vậy. Ok, một câu hỏi ngắn tiếp theo này. Đâu là thứ Nguyên cảm thấy tiếc nhất mà chưa làm được ở DeFi Discussion? Hay là thấy hành trình này trọn vẹn quá này? Thực ra thì nếu mà nói là trọn vẹn thì cũng chưa hẳn trọn vẹn, nhưng mà để mà gọi là
ngay lập tức mà chỉ ra được một cái yếu tố gì mà mình cảm thấy tiếc và muốn làm nó thì hiện tại mình chưa nghĩ ra được cái vấn đề đó. Và mình nghĩ là mỗi một cái chapter thì nó sẽ có một cái đặc trưng riêng của nó. Và khi mà mình đi qua một cái chapter thì thứ mình nhìn lại nó không phải là cái chapter trước mình làm được cái gì hay là mình chưa làm được cái gì, mình thiếu cái gì, mà mình chỉ đơn giản là mình cố gắng mình nhìn vào cái tuần tiếp theo thôi. Cho nên là cái thói quen đó nó vẫn theo mình, mặc dù là 111 thì là anh em cũng biết là 111 là tập cuối, nhưng mà cái thói quen đó vẫn theo mình, mà mình không nhìn lại cái chapter trước mà mình đơn giản mình chỉ nhìn về cái tập tiếp theo mình sẽ làm gì, mặc dù là rõ ràng là tập này tập cuối rồi, nhưng mà cái thói quen đó nó vẫn còn. Cho nên là mình cũng từng chia sẻ trong một cái tập vào cuối năm á, cũng dịp Tết, thì bọn mình chỉ dành hết tâm huyết vào cái tập tiếp theo thôi và cố gắng làm sao cho nó ok nhất, nó chỉnh chu nhất khi mà cái thumbnail nó ra và cái ghép các cái audio lên trên cái background á, và mình ngồi coi lại và mình cảm thấy nó ok, thỏa mãn. Thì đó là cái thứ mà bọn mình hướng đến vào mỗi đầu tuần. Tất nhiên là sẽ còn một vài những cái hạn chế, và nhiều anh em nào mà nghe những một vài tập thì có thể sẽ thấy một vài vấn đề liên quan đến audio chẳng hạn, thì anh em thông cảm, tại vì nó gần như là một cái cố gắng hết sức rồi, vào cái giai đoạn đó cố gắng làm sao để cho nó có kịp cái sản phẩm, tức là nó finish nó tốt hơn perfect, mặc dù là bọn mình vẫn hướng đến cái sự perfect, vẫn hướng đến cái sự perfect là tất cả các cái chi tiết làm sao để cho nó ok nhất. Mình nhìn vào những cái thứ mà ở trên cái thumbnail nó không quá nổi bật, nhưng mà bọn mình vẫn để vào đó và phải gọi là thực sự là chỉ có những người mà rảnh lắm á, thì mới mở zoom lên và coi những cái chi tiết ở trong những cái thumbnail đó. Nhưng mà bọn mình vẫn sẽ để ở đó, bởi vì bọn mình biết là sau khi xong xuôi những cái thứ đó thì đến cuối ngày bọn mình sẽ cảm thấy ok và cảm thấy hài lòng về cái thứ mà mình đã tạo ra. Và thì nhân tiện là Nguyên nói về cái quá trình mà làm Defense Discussion thì thực ra là cái mình cũng sẽ muốn kể câu chuyện này từ rất là lâu rồi, tại vì thực ra là có làm một cái podcast nó phức tạp hơn bọn mình nghĩ nhiều. Lúc đầu là chọn làm podcast tại vì bọn mình nghĩ không phải là bọn mình thấy đơn giản, mà tại vì bọn mình nghĩ là nó đơn giản. Chỉ là xách cái mic lên xong rồi làm thu xong rồi cắt sửa rồi chỉnh hiệu ứng đồ này nọ đó. Thì nói chung là nếu như mà đặt lên bàn cân so với một cái clip thì rõ ràng là cái khối lượng công việc nó sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, và cái thời gian cần tiêu tốn để tạo ra một cái tập podcast thì nó sẽ ít hơn rất nhiều nếu mà đặt lên cái bàn cân với một cái clip. Đúng rồi, nhưng mà thực ra là đây là một cái quá trình rất là ngắn gọn. Khi mà bọn mình làm một tập Defined Session nhé, đầu tiên là ví dụ như là podcast ra ngày thứ hai đầu tuần, đúng không, là bọn mình sẽ phải bắt đầu là từ thứ tư tuần trước là bọn mình phải bắt đầu brainstorm, bắt đầu phải nói là trời, podcast tuần này thu cái gì đây. Khoảng độ 50 tập đầu tiên cái chuyện đấy nó không thành vấn đề, nhưng mà đến tầm tập thứ 100 trở đi rồi á thì các bạn biết là cái gì, thị trường nào hay là lĩnh vực nào, vậy các bạn nói khoảng độ 100 tuần thì nó cũng bắt đầu thấy hơi bí rồi đó. Là bắt đầu là bọn mình sẽ có một list những cái keyword, một list những cái event, một list những cái sự kiện nó sẽ xảy ra trong thị trường, và mình sẽ ngồi lại với nhau để chọn ra. Tuần nào may mắn thì sẽ có một khách mời, có một khách mời để có một góc nhìn mới, nhưng mà phần lớn thì thời gian thì là toàn là phải tự dùng hàng nhà làm. Thực ra là mấy cái tập mà recap anh em hay coi đó là những cái tuần đó là bí quá. Đó, thì sau khi mà có keyword, chọn được một cái topic để mình nói thì mình sẽ bắt đầu có khoảng 1-2 ngày gì đấy để bắt đầu chuẩn bị những cái nội dung xung quanh, xong rồi là bắt đầu thu. Thì thường là Nguyên sẽ hối là thu nhanh lên để còn gửi đi edit. Thì sau khi mà thu xong mình sẽ có một editor ngồi làm tất cả những cái đấy, phù thủy âm thanh, gọi là chỉnh hết tất cả những cái tiếng ho rồi tiếng lọc cọc lạch cạch các thứ, chỉnh hết những cái âm thanh để mà các bạn nghe có một cái chất lượng tốt nhất. Sau đấy sẽ gửi file rap cho Nguyên, xong rồi Nguyên sẽ làm việc với lại một bạn designer nữa để làm ra một cái thumbnail mà nó có những cái chi tiết ẩn. Có thể là các bạn sẽ không để ý đó, nhưng mà cái hình
tất cả những cái nội dung của thumbnail nó sẽ phải liên quan đến cái nội dung của cái podcast đấy. Sau khi mà có hết rồi thì chúng ta sẽ gửi cho bạn quản lý các cái channel để mà đăng tải Spotify, YouTube hay là Google Podcast, xong rồi là sẽ phải đăng lên website, xong rồi là share lên social. Thì đến lúc đấy thì mới gọi là xong một tập và bắt đầu sẽ có một ngày nghỉ và chuẩn bị cho cái tập tiếp theo. Thực ra thì nếu mà làm một cái thứ đơn giản nó rất là khó, thực sự là như vậy. Bọn mình nghĩ cái suy nghĩ khi mà làm bắt tay làm một cái tập đầu tiên đó, bọn mình nghĩ là cái này cũng đơn giản, cũng dễ thôi, thu một xíu xong rồi bỏ lên xong rồi đăng thì cũng thử, cũng chả nghĩ quá nhiều vấn đề đó, cũng nghĩ nó đơn giản. Nhưng mà để mà gọi là làm được một cái thứ đơn giản đó mà nó đều đặn và nó bền bỉ trong suốt 3 năm vừa rồi, thì thực sự khi mà ngồi nhìn lại thì cũng thấy là nó là một cái thứ rất là thử thách, chứ không phải là chúng ta nghĩ nó đơn giản là nó đơn giản đâu. Nó đơn giản là nó chỉ đơn giản khi mà chúng ta cắt một cái lát cắt ra, một cái tuần cụ thể nào đó hoặc là một cái giai đoạn cụ thể nào đó, chúng ta cắt cái lát cắt đó ra, chúng ta thấy là nó đơn giản. Nhưng mà khi mà gộp lại thì nó thực sự là một cái khối lượng mà tâm huyết cả đội ngũ đặt vào đó rất là nhiều. Và thật ra nói đến cái lát cắt hay là hành trình thì với Nguyên thì quá trình nó quan trọng, hay là đích đến nó quan trọng, là việc mình làm ra một thứ mà mình tự hào, hay là cái việc mà mình sẽ có 160 mấy tập podcast với 20 mấy top builder trong ngành nói chuyện với mình, cái nào là cái quan trọng hơn? Thực ra thì đúng với cái mindset chung, cái cảm quan chung của cái podcast này thì chắc anh em cũng đoán là được, đó là cái cả hai, đúng không? Cả hai nó đều quan trọng, cái đích đến và cái hành trình nó đều quan trọng như nhau. Nhưng mà nếu mà phải chọn một trong hai á thì thực sự là cá nhân mình không chọn được cái vấn đề đó. Và đâu đó chúng ta thấy là chúng ta thấy dành thời gian nói nhiều về cái trải nghiệm và cái cảm xúc khi mà chúng ta đi trên cái hành trình đó, nhưng mà rõ ràng là nếu như mà không có những cái cột mốc, đúng không? Tạm gọi là những cái kết quả đi, thì rõ ràng là những cái trải nghiệm của chúng ta nó sẽ rất là thiếu và nó không đủ. Và khi mà chúng ta dành thời gian để nói quá nhiều về cái trải nghiệm trong cái hành trình đó mà chúng ta không nói về cái từng cái cột mốc cụ thể, thì thực sự ra thì cá nhân mình thì vẫn thích nói về những cái trải nghiệm nhiều hơn trong cái hành trình này. Bởi vì nếu như mà ngồi mà chúng ta khoe với nhau về những cái cột mốc và bao nhiêu tập rồi này nọ thì nó cũng hơi là nhạy cảm, nó cũng hơi dở, đúng không? Nhưng mà riêng về cái con số, ví dụ như là cái con số 168 đi, thì nó tổng hòa được cái thứ là một cái con số nó biết nói, và nó cũng có một cái phần cảm xúc ở trong đó, trong cái hành trình đó. Bởi vì anh em biết là cái con số đó nó khá là quan trọng với bọn mình, nó cũng để lại một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Thì thì cũng không nói quá nhiều về cái thành tựu đó, nhưng mà vẫn là cái sự tổng hòa. Và cá nhân mình vẫn muốn chọn, nếu mà buộc phải chọn thì bọn mình vẫn sẽ chọn cả hai. Và thực ra là có một cái điều mà thật nhiên là mình đã chia sẻ ở đâu đấy, là mình không nhớ chính xác là mình nói ở đâu, nhưng mà thì đấy, đi qua một cái hành trình như này, nếu mà có một cái đó để lại để mà chia sẻ với mọi người, thực ra là mình đứng từ góc nhìn là ví dụ như là quản lý nội dung chẳng hạn đi, thì mình cũng sẽ quan tâm là cái thứ mà mình nói, cái thứ mà mình tạo ra có được mọi người đón nhận hay không. Thực ra có một cái điều mà mình sẽ nếu mà có một lời khuyên cho tất cả những ai ngoài kia đang tính làm một cái gì đấy cho cá nhân mình, thì chắc là start small thôi, bắt đầu một cách từ từ. Nhưng mà và như Nguyên nói là cái gì nhỉ, finish is better than perfect, đúng không? Thì tiếng Việt nó là hoàn thành thì tốt hơn hoàn thiện. Mình cứ làm ra đi, xong rồi là đến dần dần mình sẽ có mình sẽ biết là đâu là cái làm tốt nhất, đâu là cái làm tốt nhất. Thực ra là cái hành trình của bọn mình may mắn là làm trong cái lúc đấy thì cũng có được nhiều sự ủng hộ từ mọi người thôi. Nhưng mà thực ra là tầm khoảng 5 tập đầu tiên là bọn mình phải nhờ anh chị em trong công ty và là ê, bọn tôi mới làm này nè, vô coi đi, xong rồi vô có gì feedback đi. Thì thực ra mọi người feedback rất là nhiều. Và là mình nghĩ đó cũng là một cái mindset quan trọng khi mà mình bắt tay mình làm một cái gì đó, là open to feedback.
đôi lúc mình làm mình nghĩ cái đấy là ok nhất, nhưng mà chúng ta đều có những cái điểm mù của mình á, và kiểu mọi người đều sẽ sống trong cái echo chamber, cái phòng vang của mình á. Và thực ra là cái việc mà open feedback thì nó sẽ giúp chúng ta học được nhiều hơn, và đó cũng là cái lý do mà bọn mình muốn chia sẻ rất là nhiều ở ở trên này á. Tại vì khi mà mình dám public, khi mà mình dám mở lòng nói ra những cái chia sẻ của mình á, thì lúc đấy là mình cho tất cả mọi người thấy cái suy nghĩ của mình rồi, và đúng sai các thứ thì sẽ có những người vào feedback. Và thực ra đấy, nó là một hành trình rất là dài, và đâu đấy trên hành trình thì bọn mình có nhận được cái sự chân quý của rất là nhiều người. Và thực ra là một mình nghĩ là đó là cái thứ mà giúp bọn mình đi nhiều nhất. Thì đấy, cùng với câu hỏi đấy, Nguyên thì sẽ chọn, bắt buộc phải chọn thì sẽ chọn hai. Cái thì dễ quá, nhưng mà nếu mà bắt buộc mình phải chọn thì chắc là mình vẫn sẽ chọn kiểu chọn cái hành trình làm như thế này. Có thể là ví dụ như mình sẽ không được 168 tập, hay là mình sẽ không được có nhiều khách mời tham gia, nhưng mà mình vẫn sẽ happy với quyết định là đã bắt đầu. Thực ra thì sẵn cái câu chuyện về hành trình á, thì chia sẻ với anh em một xíu là tại vì tập này thì bọn mình không có ghi hình, nên là chắc là nhiều anh em cũng không đoán được là bọn mình đang ngồi gọi là ngồi thu live với nhau đúng không? Nhưng mà tập này thì chỉ có audio thôi, thì có thể anh em cũng không không thấy được cái behind the scene đó, cái đó, nhưng mà cái behind the scene đó, nhưng mà cũng có một xíu một một cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Thì cái trải nghiệm đặc biệt này thì bọn mình gọi là giữ bí mật thôi, chắc là một vài anh em cũng đoán được trong trong cái giọng nói đúng không, cũng một xíu đặc biệt, nhưng mà nó cũng là một cái phần trong cái trải nghiệm, chứ không không chỉ đơn giản về cái câu chuyện là chúng ta cần phải có một cái tập podcast vào mỗi tuần, cần phải có bao nhiêu view, hoặc là cần phải chạm được đến bao nhiêu người. Mà nó còn là cái yếu tố về về cái quá trình tạo ra cái tập podcast đó. Có cái gì đặc biệt, có cái gì mà mình sau này mình ngồi mình nhìn lại mình vẫn nhớ mà mình có cái câu chuyện để mình kể, thì đó cũng là một cái điểm mà bọn mình rất là vui khi và thấy rất là may mắn khi có cơ hội được làm cái podcast này. Thực ra là mình đang trong lúc mà mình nói thì mình cũng đang kéo lại những cái comment của tất cả mọi người. Thực ra là mình không biết hết tất cả mọi người, tất nhiên rồi, mình cũng có thể là mình sẽ đôi đấy mình sẽ miss những cái comment của mọi người trong suốt cái hành trình này, nhưng mà các bạn hãy tin là bọn mình luôn trân trọng tất cả những cái tình cảm đấy. Và đấy thì thực ra là đến tận lúc này thì cái hành trình này thực sự trọn vẹn đấy. Mình như vừa nãy mình có hỏi Nguyên là có một cái đó nuối tiếc nhất mà chưa làm được, thì thực ra là mình cũng cảm thấy trọn vẹn đấy, không không phải tự mãn đâu, ý là mình đã có một cái khoảng thời gian đủ dài á, để mà muốn làm cái gì á, thì sẽ được tạo điều kiện để làm cái đấy, cho nên là đúng là bọn mình cảm thấy rất là full fill, rất là đầy trọn trọn vẹn cho đến khi cho đến khi cho đến khi chúng ta bước qua tuần mới. Nhưng mà đến đến bây giờ thì chắc là Nguyên có thể ngủ ngon được rồi. Bây giờ không, sau 3 năm thì cũng Nguyên cũng có thể là không phải vật vã vào mỗi khoảng độ thứ ba, thứ tư, thứ năm, và để xem coi là tuần này mình sẽ làm cái gì. Thì đấy, không biết là Nguyên đã có kế hoạch gì cho DeFi Discussion Gen 2 hay là bất kỳ một cái gì khác chưa, và mọi người có thể gặp lại Nguyên ở đâu? Thôi thì chúng ta tạm chia tay nhau ở đây đã. Tạm chia tay nhau ở đây đã, còn những cái câu chuyện về tương lai như thế nào thì cũng chưa dám nói về những cái câu chuyện đó. Thì cũng cũng xin hẹn gặp lại anh em ở một điểm nào đó, ở một đâu đó, và chúng ta sẽ lại có cái cơ hội để cùng đồng hành với nhau. Có thể không còn là đi cùng nhau trên cái hành trình ngược cái dòng thời gian của DeFi Discussion nữa, nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội để, chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội để gặp lại nhau ở một cái nơi nào đó, hoặc là một cái bối cảnh nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ được đồng hành với nhau. Ok, thì đấy, tất cả những gì đã cần nói thì đã phải nói rồi, và thực sự là rất là mong có thể gặp lại mọi người trên một hành trình mới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong không phải những số DeFi Discussion tiếp theo nữa, mà là trong một nơi khác, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không ở đây thì đâu đó. Xin cảm ơn tất cả mọi người và mong rằng cái series này nó vẫn sẽ là những cái hành trang giá trị cho mọi người trên cái chặng đường với thị trường và nhiều năm sắp tới nữa. Ok, cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn anh em.